Đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, Vietnam Airlines sẽ nhận thêm 3 máy bay Airbus A320neo trong năm 2024, trong đó chiếc đầu tiên dự kiến sẽ tiếp nhận vào đầu tháng 7 tới đây. Máy bay Airbus A320neo của Vietnam Airlines có 182 chỗ với hai khoang thương gia và phổ thông. Với thế hệ động cơ mới sẽ giúp máy bay tiết kiệm hơn 16% tiêu hao nhiên liệu, giảm 75% tiếng ồn và giảm được khoảng 50% khí thải độc hại so với các dòng động cơ thế hệ trước. Những máy bay mới của hãng sẽ được tiếp nhận trong khoảng thời gian cao điểm, qua đó sẽ đóng góp gần 40.000 chỗ trong dịp cao điểm hè và 299.000 ghế trong nửa cuối năm 2024. Vietnam Airlines dự kiến sẽ khai thác Airbus A320neo trên các đường bay nội địa. Để đảm bảo việc cung ứng cho việc đi lại của người dân, nhất là trong thời gian cao điểm, hãng đã thực hiện đồng bộ giải pháp trên toàn hệ thống như nhận thêm máy bay, tăng cường hơn 4.500 chuyến bay trên các đường bay nội địa vào khung giờ muộn từ sau 21 giờ hàng ngày, tối ưu hóa lịch bay, quy trình phục vụ mặt đất để giảm thời gian quay đầu,